Xin chào các bạn, hôm nay mình bắt đầu học tiếng Trung. Thì mình hy vọng là mình học được đến đâu thì mình quay clip lên đến đấy, thì có thể một số bạn yêu thích học ngoại ngữ thì có thể học cùng mình. Cái chương trình này rất là đơn giản. Học từ 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 bắt đầu, từ không biết gì. Sau đó thì nâng cao dần dần, và chủ yếu là những câu nói hàng ngày thông dụng. Và nếu như mỗi ngày chỉ dành ra độ khoảng 10 đến 20 phút thôi thì để học thì 3 tháng bạn có thể nói trôi chảy tiếng Trung được. Tất nhiên là văn ôn võ luyện nếu mà muốn giỏi thì cần phải học nhiều. Thế chúng ta hãy bắt đầu từ bài đầu tiên nhé. Giới thiệu. Pinyin hệ thống phiên âm thì nó trong Trung Quốc thì nó có bốn âm, và cái nó có hai cái mình gọi là cái pinyin là cái viết như chữ quốc ngữ của mình ấy, còn cái chữ Hán là chữ như chữ nho ạ. Một âm tiết cơ bản trong tiếng Hán được tạo thành bởi ba thành phần: thanh mẫu, vận mẫu và thanh điệu. Hãy nhấn vào từng phần để biết nhé. Bua, Pua, bua, pua, bua, pua, a, a. Thanh điệu luôn ở bên trên một chữ cái, thì nó giống như kiểu dấu của mình ấy. Vận mẫu a đọc giống như a trong tiếng Việt. À, ai ai ao 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 an 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 o o o o o ông 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 ưa 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 ây 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 ơn 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 a a a chữ ơi mày có chữ r r đằng sau y y y ya chứ không phải y ya ya yao 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 yan 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 yang 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 ye 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 you 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 in 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 yên 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 yung yung có chữ y với chữ o ngờ này, là đọc yung, mà chữ nguyên chữ o với ngờ cũng đọc là yung. Cái này rất rất hay bị quên, bị nhầm ấy. Vì đa phần là đọc giống tiếng Việt nhưng mà You thằng này nó đọc là chữ o ngờ đọc là ung yung You yung, thằng này là y ung thì đọc yung You yung, còn thằng bên chữ o này này Ông ông thì đọc là ung Ông ung
nghe đọc là ông thôi nhưng mà trong thực tế toàn đọc là ung. Ông U. u U. qua Qua. qua Qua. qua Qua. quay Why? quay Why? quay Why? quan Quan. quan Quan. quan Quan. quang Quang. quang Quang. quang Quang. wo Wo. wo Wo. wo Wo. wei Wei. wei Wei. wei Wei. wen Wen. wen Wen. wen Wen. wen Wen. yu Vi, chữ này rất buồn cười này. Vi. 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 yuan Yuan. yuan Yuan. yuan Yuan, tiếng Việt mình không có chữ cái chữ này. yun Yuan. yun Yuan. yun Yuan. Cứ phải chu chu cái môi như kiểu là chuẩn bị hôn. Yuan. Đây là vận mẫu, trong tiếng Hán có tổng cộng 35 vận mẫu, 6 vận mẫu đơn và 29 vận mẫu kép do ghép chữ mà thành. Thanh mẫu trong tiếng Hán, thanh mẫu trong tiếng Hán thì rất nhiều từ giống tiếng Việt. Bua Pua. bua Pua. bua Pua. tư Tưa. tư Tưa. Cái chữ này là dễ nhầm nhất này. Tưa. Chữ D lại đọc thành chữ T. Tưa. Còn cái chữ B này này thì mình đọc là pua ấy, thì nhiều lúc nghe vẫn nghe được. Đọc ra nó nếu mà mới học vậy thì hay bị nhầm nhưng mà đọc vẫn hiểu. Pua, nhưng mà cái thằng chữ D này này phải đọc thành chữ T ấy, thì đa phần đầu tiên là nhầm. T. Cho nên là nếu mà chỉ cần nhớ cái này đã thì coi như là đọc gần như là đúng rất nhiều. Cưa. Cưa. Thằng này cũng thế, thằng này G đọc thành C, có mấy chữ, mấy chữ thôi, không nhiều lắm. Chi. Chi thì chữ Z này thì đọc thành chi, với chữ Z Y thì cũng đọc thành chi. 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 Chi, cái này thì dễ rồi. Bình thường. Chi. 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 Cái này thì nó giống như chờ nặng chờ nhẹ của mình ấy. Chữ Z thì đọc thành CH nhé. Chi nhé. Còn chữ ZH ấy, thì đọc thành TR. Chi nặng hơn. Chi. Các bạn nếu mà đọc nghe kỹ sẽ thấy nó nặng hơn. Chữ Y thì đọc giống mình. Y. Y. Pua. Pua. Cái này để ý là bật hơi nhé. Pua. Đấy các bạn nghe kỹ các bạn sẽ thấy nó bật hơi. Pua. Thưa. 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 Thằng T thì đọc giống như là giữa T với thờ, chứ không hẳn là thờ đâu nhé. Thưa. Đây đọc thành thưa như này nhưng mà trong trong thực tế rất nhiều chữ đọc giữa T với thờ luôn. Thưa. Khưa. 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 Cái này thì dễ liên tưởng thôi, ca đọc thành khờ là chuyện bình thường. Chi. Đây chữ này nữa, chi. Đọc khác hẳn nhé, chi. Như vậy mình có là có chữ gì rồi nhỉ? Chữ D. D là mình T nhé, tưa nhé. Tưa. Chữ G. Cưa nhé, G đọc thành C là cưa nhé. Chữ Z. Chi nhé. À thế này cái chữ chi này cũng bình thường. Với cả chữ quy này cũng đọc thành chi. C. Chư. Cái này dự bình thường rồi. Chư. Chư. Chết thì đọc thành chờ. Chư. Cong lưỡi bật hơi. Giống như trong chữ chờ như chư. U. 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 U này ví dụ như trong chữ oáng là chữ vương chẳng hạn nhé. Mua. Cái này đọc bình thường. Mua. Nưa. Nơ. Nơ.
khơ. khơ. À, cái chữ hờ này thì nó miền Bắc ấy, thì đọc là giữa hờ với khờ, phát âm bởi gốc của lưỡi nhé. Khơ, khơ. Ví dụ như là chữ từ từ chữ hảo, mình đọc là hảo thì lại đặt miền Nam, hoặc là đa phần ở nước ngoài học là đọc là hảo. Nhưng mà nói hảo, người ta, ní hảo nhỉ, người ta vẫn hiểu. Nhưng mà chuẩn miền Bắc ấy, các bạn mà xem phim phía Bắc của Trung Quốc, phía Bắc Kinh ấy, thì nó phát âm thì giữa khờ, giữa hờ với khờ, khảo, khảo. Thế cơ. Nếu xem phim để ý cái này sẽ biết. Si, 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 cái si này thì bình thường rồi. Sư, sư, kìm hơi tí. Sư, 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 cong lưỡi. Phua, 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 cái này giống chữ ép. Lưa, lưa, cái này thì đọc bình thường, không có gì đặc biệt. Rư, rư, cái này đọc giống như chữ chính là chữ R của tiếng Việt ấy. Không bật hơi, không rung, à không bật hơi, không rung nữa. Rư, 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 cái chữ này mình sang đây thấy hay gặp ở cái chữ là dấn, dấn là người ấy, nhân ấy. Ví dụ như ủa sư Duyên Án dấn, chứ không phải rấn, dấn. Dấn, tôi là người Việt Nam thì dấn là giờ này. Đấy. Phía Bắc Việt Nam rất dễ phát âm. Tiếp tục âm tiết, chúng ta học 13 âm tiết. Ba, pai, mau, mau, phan, tang, nơ, lây, 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 thân, cân, a, mua, khâu, khung. Lưa, đây đi. Bài cưng, mau, ao, thâu, phô đi, tăng, a, thầy, ấy, hung, ông này còn ung, hung.
phát âm chi. chi Gia. chia Châu. treo Chiên. chiên Xiang. xiang Tiê. tia Nhiêu. new Yin. yin Xiu. qing Xiu. xiong Chi. chi Xiao. xiao Yin. yin Xiu. xiong Yang. yang Chia. chia Ying. yin Xiu. xiu Gia. cha Xiên. xia gì nhỉ Xiên. xiên học âm tiết 3 chúng ta học cách phiên âm 12 âm tiết bao gồm các thanh mẫu vận mẫu u ua oai oan oang âu u yin uy yê yan yun và các thanh mẫu u chi sư U. u u Choa. choa Xuê. choai Chuan. choan Chuang. choang Thua. chua Rui. ri Xuân. xuân xuân Xuân. xuân Chi. truy Lưu. yê Xuân. chuyên Yun. yên Choi. try Jun. chin Xuan. xoan Thua. chua Chue. chê Xuang. xoan xoang à Xuân. xoang Chuyên. chuyên Xuân. ai Xuân. xuân Su. xu xu Su. xu Rui. ri a a thanh một a
ả ả ả ả ả Tiếng Hán là ngôn ngữ có thanh điệu và có bốn thanh cơ bản và thanh nhẹ. Trong tiếng Hán, nếu mô tả độ cao của thanh điệu bằng giá trị số thì 5 là cao nhất, 1 là thấp nhất. A. 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 À, 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 à. Ý Ủa Phả Cụ Chứ Lủy Xuống lại lên tua xie thừa sức hiểu xiển sến sấn chúa chúa ân à sẽ hát chấu 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 phản y chiên chắc là thế này à trai à trai chứ không phải trai xiang xiang xong rồi bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Bài này có lẽ là bài dài nhất đấy. Buổi sau mình sẽ cho làm dần dần, mình sẽ học dần với các bài cao hơn thì mình sẽ quay luôn để các bạn cùng xem. Đây là mình học bằng cái này và cảm thấy là nó rất là tốt, cho nên muốn học lại từ đầu một cách nghiêm túc, sau đó thì cùng tất cả mọi người xem. Thực ra chỉ xem thế thôi, thế nhưng mà nó sẽ ngấm vào đầu mình và nó cứ cho mình làm đi làm lại, nó không quên được đấy. Tất cả cùng học bài chăm chỉ nhá.